anh chàng mặc áo khoác da này không đến quán bar để ăn chơi, thay vào đó, anh đến để đưa một tên tội phạm bị truy nã đi. Tuy nhiên tại thời điểm này, cảnh sát đã còng tay tù nhân rồi, chỉ thấy anh chàng đưa ra thẻ ngành. Hóa ra anh ta là công tố viên, về thủ tục pháp lý, công tố viên hoàn toàn có quyền đưa tội phạm ra khỏi tay cảnh sát. Ngay cả khi cảnh sát không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn buông tay. Mà công tố viên này nhìn có vẻ không tử tế lắm, chàng trai mang theo nụ cười đắc ý, tạm biệt cảnh sát khi anh ta ra khỏi cửa sau với kẻ bị truy nã. Mô tả tình hình hiện tại bằng những lời đơn giản nhất, kẻ bị truy nã là chủ tịch của một công ty lớn. Trong khi ông ta đang uống rượu với bạn bè của mình, thế giới bên ngoài đã đầy lệnh truy nã của ông ta. Có chấp cánh cũng khó mà bay được, nhưng cũng may chủ tịch Kim đã gặp được vị cứu tinh. Lúc này chàng trai cũng chính thức giới thiệu bản thân, anh là Jin Jong của văn phòng công tố, còn nói mình chọn giúp chủ tịch là muốn bám lấy ông ta. Dù sao công tố viên nghe thì oai đấy nhưng lại không đủ ăn, biết được đối phương chỉ là cần tiền. Biểu hiện của chủ tịch Kim trong nháy mắt bình tĩnh hơn rất nhiều. Vốn trong mắt ông ta, cái gọi là cán bộ công chức cũng chỉ là một đám chó đổi quyền lấy tiền. Đến một giao lộ an toàn, Jin Jong thả chủ tịch Kim xuống xe, trước khi chơi tay cần cẩn thận dặn dò, yêu cầu ông ta xử lý sổ sách bất hợp pháp càng sớm càng tốt, nếu để cảnh sát điều tra ra thì mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu hơn. Chủ tịch Kim cảm thấy cũng hợp lý, vì vậy ông ta nhân lúc đêm khuya đến một bãi xe bỏ hoang, vừa móc được cuốn sổ cái ra thì bị đèn pha chiếu thẳng vào mặt. Thì ra Jin Jong chưa bao giờ rời đi mà là theo bước chân ông ta đi vào nơi này, cũng chẳng phải để làm gì khác mà chính là vì bắt ông ta hiện hình. Lúc này chủ tịch Kim mới nhận ra, thì ra ngay từ đầu Jin Jong đã bày ra kế hoạch này. Nhưng một việc quan trọng như lấy sổ cái, đương nhiên ông ta phải có chuẩn bị tốt. Chỉ thấy chủ tịch Kim ra lệnh một tiếng, một nhóm côn đồ ngay lập tức có mặt. Jin Jong cũng không hoảng hốt, hét lên báo cho đồng nghiệp của mình, nhưng mà chung quanh lặng ngắt như tờ. Anh lập tức gọi cho nhóm cảnh sát vừa rồi, hỏi tại sao họ không xuất hiện, tuy nhiên điện thoại lại được chuyển cho tiền bối của Jin Jong. Hóa ra, Jin Jong vì muốn tìm chứng cứ chứng minh tội của chủ tịch Kim, nên đã tìm một đám sinh viên trường diễn xuất đến đóng vai cảnh sát. Sau đó, anh còn gửi cho tiền bối ảnh chụp chủ tịch Kim cầm sổ cái. Nếu không có viện binh, Jin Jong quyết định tự mình ra tay. Sau một trận đánh nhau ác liệt, anh đã hạ gục tất cả bọn chúng xuống đất. Từ khi còn nhỏ với ý thức về công lý, Jin Jong luôn muốn trở thành một kiếm sĩ chính nghĩa. Mà muốn trở thành kiếm sĩ, luyện kiếm thuật đương nhiên là cần thiết. Tuy nhiên, trong một trận đấu kiếm anh đã hạ gục đối thủ, nhưng trọng tài lại đang trao đổi ánh mắt, chậm chạp không phân định thắng thua. Jin Jong tiến đến ghế trọng tài, chỉ thấy bọn họ ghi chú dưới tên của đối thủ. Hóa ra kiếm thủ chính là con trai của chủ tịch. Jin Jong tức giận vò nát tờ giấy rời khỏi kiếm đạo quán. Sau đó, anh tình cờ thấy lễ nhậm chức của công tố viên. Lập tức một mục tiêu mới phát sinh, anh sẽ trở thành một công tố viên chuyên trừng trị kẻ xấu. Cứ như vậy, Jin Jong trở thành một công tố viên. Vào ngày nhậm chức, anh mang theo thanh kiếm gỗ đến hội trường để chụp ảnh chung. Hành động này đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người. Vụ việc tự ý điều tra chủ tịch Kim, Jin Jong phải viết một bản kiểm điểm. Quay lại văn phòng, anh đã mở một file bản kiểm điểm cũ, thay đổi thời gian chuẩn bị cho có lệ. Lúc này văn phòng đã gửi một hồ sơ vụ án mới, nhưng Jin Jong cũng không có hứng thú gì. Anh đã làm công tố viên được một năm, nhưng chỉ tiếp nhận một số vụ án đạo đức công cộng. Đột nhiên ánh mắt anh tỏa sáng bởi vì trong một loạt các vụ án nhỏ lại có một vụ án giết người. Jin Jong ngay lập tức mở nội dung ra đọc. Nạn nhân đã bị giết hại dã man, hung thủ đã ngủ cả một đêm tại hiện trường vụ án. Hắn đã thú nhận tội ác sau khi bị cảnh sát phát hiện vào ngày hôm sau. Sau đó Jin Jong lập tức đến trại giam. Trước sự tra hỏi của anh, hắn bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc. Hyo Jun là người giao hàng chuyển phát nhanh. Hôm đó khi giao hàng cho Ye Yang, không may bị cô ấy mở cửa đập vào đầu. Ye Yang xin lỗi cho có lệ, sau đó còn nhỏ giọng mắng chửi Hyo Jun. Loạt hành động thô lỗ này cuối cùng gây họa sát thân cho cô ta. Jin Jong hỏi tại sao hắn không đầu thú ngay lập tức. Hyo Jun uể oải trả lời vì buồn ngủ quá nên đi ngủ trước. Qua cuộc trò chuyện, Jin Jong thấy biểu hiện của hắn hoàn toàn giống như một kẻ sát nhân máu lạnh chống đối xã hội. Nhưng không biết tại sao, anh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tối nay văn phòng công tố viên có một buổi gặp mặt. Tiền bối Aza dặn dò Jin Jong nhất định phải có mặt, nhưng anh không có hứng thú. Gần đến giờ hẹn, anh đã gửi cho Aza một tin nhắn, nói mình quên chìa khóa van ga trong nhà, muốn vắng mặt một lần nữa trong bữa ăn tối. Nhưng vừa mới mở cửa đã bị Aza chặn lại. Lần này có dùng cớ gì cũng không được, Jin Jong bị bắt đến quán rượu. Hôm nay, cấp trên trực tiếp của họ phó trưởng công tố Jang Won cũng tới. Ông ta vừa xuất hiện quả thực rất khí phái. Hai đội công tố viên xếp hàng chào đón, cung kính nhìn theo ông ta đi vào phòng riêng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Aza nâng ly lên. Nhưng lời chúc rượu vẫn chưa kết thúc, tiếng Jin Jong ăn ngấu nghiến chuyển đến tai Jang Won. Jin Jong ghét bộ máy quan liêu này, cũng không quan tâm sự thăng tiến trong sự nghiệp. Vì vậy vẫn định tiếp tục ăn, nhưng bị Aza nháy mắt rời đi. Sau khi Jin Jong rời đi, Jang Won quả nhiên khiển trách trưởng phòng Tae Ho, ám chỉ rằng anh ta cần kỷ luật Jin Jong nhiều hơn. Trong nhà vệ sinh, Jin Jong tình cờ nhìn thấy vị trí núm vặn đồng hồ của người bên cạnh không giống với mình. Hỏi thăm mới biết, đó là thiết kế dành riêng cho người thuận tay trái. Jin Jong nhớ tới đồng hồ của Hyo Jun cũng là loại thiết kế này. Điều đó có nghĩa là anh ta thuận tay trái. Tuy nhiên, tất cả các dấu vân tay được tìm thấy tại hiện trường vụ án cho thấy hung thủ đã giết người bằng tay phải. Điều này rõ ràng là vô lý. Vì vậy, Jin Jong đã đến đồn cảnh sát, yêu cầu được xem video thẩm vấn. Nhưng cảnh sát không thể lấy nó ra. Jin Jong phát hiện ra hợp đồng mua xe trên bàn cảnh sát và chiếc đồng hồ có giá trị trên tay anh ta. Liền hỏi anh ta đã nhận được bao nhiêu tiền để xóa đoạn video đó thế. Đối mặt với sự khiêu khích của Jin Jong, cảnh sát tức giận nắm lấy cổ áo anh. Lợi dụng hỗn loạn, Jin Jong đã nhanh tay tháo mất điện thoại của cảnh sát, rồi giao cho thám tử trung thành của mình là Chun Ki, bảo anh ta phá mật khẩu với tốc độ nhanh nhất.
Trở lại văn phòng công tố viên, Aja thấy Jin Jong vẫn đang theo dõi vụ án, lập tức bảo anh phải dừng lại. Cô không quan tâm những gì anh đã phát hiện ra, chỉ hy vọng anh không gây rắc rối. Hai người vì thế mà tranh cãi không thôi, cho đến khi Tae Ho đến. Khi biết Jin Jong vẫn còn nghi ngờ về vụ án, anh đã khuyến khích tiếp tục theo dõi, nói rằng nhiệm vụ của công tố viên chính là khám phá ra sự thật. Rất nhanh, việc truy vấn thông tin trong điện thoại của cảnh sát đã có kết quả. Phát hiện sau khi vụ án được thụ lý, cảnh sát đã liên hệ với một số ẩn danh. Hơn nữa, ngày hôm sau, trong nhà hắn liền có thêm một khoản tiền mặt lớn. Jin Jong suy nghĩ một chút, quyết định không triệu tập cảnh sát theo thủ tục. Thay vào đó, anh và Chun Ki hợp lực bắt cóc cảnh sát. Bởi vì anh biết, cảnh sát nhận hối lộ để xóa video thẩm vấn đó. Phía trên nhất định còn có chỗ dựa vững chắc. Ngay tại thời điểm này, Jang Won cũng tìm Tae Ho yêu cầu anh nhanh chóng kết thúc vụ án. Nhưng Tae Ho đã không đồng ý. Nếu Jang Won không thể đưa ra một lý do hợp lý, anh vẫn sẽ để Jin Jong tiếp tục điều tra. Bên này, cảnh sát bị Jin Jong tra tấn bạo lực cuối cùng cũng thừa nhận, vụ án này đã sai ngay từ đầu. Hyo Jun căn bản không phải là hung thủ thật sự. Cảnh sát biết rõ điều đó, nhưng vẫn lựa chọn để hắn chịu trách nhiệm. Sau khi lấy lời khai của cảnh sát, Jin Jong lại đi gặp Hyo Jun một lần nữa. Anh lấy ra lời khai của cảnh sát, chất vấn hung thủ rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến hắn câm miệng chịu tội. Trong nháy mắt, Hyo Jun cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, một lần nữa nhắc lại mình chính là hung thủ. Có vẻ như hắn quyết mang theo bí mật này vào tù. Jin Jong đã ém nhẹm vụ án và không truy tố trong một thời gian dài, không chỉ dẫn tới áp lực của cấp trên, ngay cả các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu thảo luận. Tae Ho không có sự lựa chọn, đành phải chuyển vụ án sang công tố viên khác. Jin Jong mất quyền điều tra, nhưng anh vẫn hy vọng người tiếp quản sẽ công bằng và chính trực. Sau đó, anh đã giao bản tự thú của cảnh sát cho công tố viên Jo Hwan, người sẽ tiếp quản vụ án. Jin Jong cũng nói rằng vụ án này không hề đơn giản, kẻ có thể chi hàng chục triệu đồng để mua chuộc cảnh sát nhất định là một nhân vật lớn, nhưng Jo Hwan tất nhiên là biết rõ chuyện đó. Tuy nhiên, trước khi tiếp quản, Jang Won đã nói rõ ràng, chỉ cần anh ta xử lý tốt theo phân phó ở trên thì sẽ nâng anh ta lên một vị trí cao hơn. Vì vậy, sau khi Jin Jong rời đi, Jo Hwan trực tiếp xé đi bản tự thú này, cũng ngay lập tức khởi tố hung thủ kết thúc vụ án. Jin Jong biết được điều này, tức giận đến văn phòng công tố viên, nhưng lại phát hiện mình đã bị đình chỉ. Anh nhảy qua cổng xông vào văn phòng Jo Hwan, đánh ngã anh ta xuống đất. Đúng lúc này, Jang Won cũng tới. Hắn tức giận tát Jin Jong một cái, rồi ra lệnh điều động anh đến văn phòng dịch vụ dân sự. Jin Jong đi qua một đống rác lớn mới tìm được phòng làm việc chật chội này. Trong căn phòng bừa bộn, chỉ có một người đàn ông hói vừa thức dậy. Ông ấy chính là trưởng phòng Park, là nhân viên duy nhất của văn phòng dịch vụ dân sự. Tuy nhiên, ngay cả khi bị đàn áp đến một tình huống như vậy, trái tim của Jin Jong vẫn rực cháy linh hồn của một kiếm sĩ chân chính. Ngay cả những công việc nhàm chán nhất cũng làm vô cùng nhiệt tình. Để bắt taxi hoạt động bất hợp pháp, Jin Jong và Chun Ki giật đuổi tài xế Lê Sơn Thượng khiến đối phương bị ngã gãy chân. Sau khi liên tiếp gây rắc rối, ngay cả trưởng phòng Park cũng thán phục. Lẽ ra những người bị lưu đày đến bộ phận này sẽ trở thành kẻ xấu, nhưng Jin Jong càng thất vọng lại càng dũng mãnh. Trưởng phòng Park đã nhìn thấu Jin Jong anh quá là nổi loạn, không thích hợp làm ở nơi đấu tranh quyền lực khốc liệt này, cũng không thích hợp làm ở văn phòng dịch vụ dân sự này. Điều tốt nhất cho anh là từ chức. Trưởng phòng Park đưa ra tối hậu thư cho Jin Jong, hoặc là đi xin lỗi người tài xế gãy chân kia, hoặc nộp đơn từ chức. Bất đắc dĩ, Jin Jong đành phải dẫn Chun Ki đến bệnh viện khuất phục trước thực tế. Lúc đến phòng bệnh, anh thấy tài xế đang ăn gà rán. Hắn biết Jin Jong đến đây để xin lỗi, vì vậy bày ra bộ dạng kiêu ngạo. Khi Jin Jong đang định xin lỗi, thì tài xế lại nhờ anh lấy hộ điện thoại. Jin Jong tò mò liếc mắt một cái, ai ngờ thấy tên của Yeah Yang hiện lên trên màn hình. Jin Jong hào hứng giật điện thoại của tài xế, lật xem danh bạ. Cái tên Yeah Yang rõ ràng ở trong danh sách, anh ngay lập tức bảo Chun Ki canh chừng cho mình. Lúc này anh không thể xin lỗi tài xế được nữa. Không chỉ vậy, anh còn phải tra tấn hắn một cách bạo lực hơn. Cuối cùng, Jin Jong biết được nhiều tin tức hơn về Yeah Yang. Cô ta làm việc trong ngành giải trí, quanh năm được người ta bao nuôi. Người phụ trách quản lý Yeah Yang giới thiệu khách cho cô ấy chính là Jin Cheon, ông chủ của quán bar mại dâm. Thật trùng hợp, bên này Tae Ho cũng đang điều tra Jin Cheon. Theo người cung cấp thông tin của anh ấy, Jin Cheon và Jang Won có mối quan hệ thân thiết. Tae Ho đã giao vụ án cho Aja để cô ấy điều tra kỹ lưỡng. Đêm đó, Aja đưa các công tố viên đến quán bar của Jin Cheon. Người giám thị cách đó không xa lập tức báo cáo tình hình cho Jo Hwan. Tuy nhiên, Aja đã đến muộn một bước. Văn phòng của Jin Cheon vừa trải qua một cuộc chiến, khói tràn ngập cả căn phòng. Đôi nam nữ gây sự lần lượt là Eun Ji và Jong Jo. Tất cả đều là bạn bè của Jin Cheon. Eun Ji là một cao thủ võ thuật, còn Jong Jo rất giỏi phần mềm máy tính. Hai người được Jin Jong ủy thác, trà trộn vào phòng làm việc của Jin Cheon, sao chép tất cả tài liệu trong máy tính của hắn, tìm kiếm nội dung của Yeah Yang trong đó. Quả nhiên, phát hiện một thư mục đánh dấu ngày Yeah Yang qua đời. Jong Jo lập tức mở ra, chỉ thấy xuất hiện bức ảnh chụp lén của Yeah Yang đi cùng khách hàng, mà vị khách hôm đó đi cùng cô ta lại chính là Jang Won. Bây giờ Jin Jong đã hiểu tại sao Jang Won luôn thúc giục họ nhanh chóng kết thúc vụ án. Hóa ra ông ta là một người quan trọng liên quan đến vụ án đêm đó. Hơn nữa, Jang Won sắp được bổ nhiệm làm trưởng công tố quận. Vì vậy, tại thời điểm quan trọng này, hắn càng không thể gây ra rắc rối gì. Sau đó, Jin Jong đi tìm Jin Cheon đếm ra tất cả các tội ác của hắn. Nếu đem chứng cứ trong tay anh ra tố cáo hắn, ít nhất phải bóc 10 quyền lịch. Nhưng Jin Jong có thể không truy cứu những chuyện này. Chỉ cần Jin Cheon giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa Yeah Yang và Jang Won. Anh còn lấy ra một bản tường trình, bảo hắn viết ra tất cả những gì thấy và nghe vào đêm xảy ra vụ án. Nhưng vừa dứt lời, cấp dưới của Jo Hwan dẫn người xông vào văn phòng dịch vụ dân sự, đưa ra lệnh điều tra Jin Jong. Jin Cheon nhân cơ hội này lập tức chuồn mất. Jin Jong đuổi theo, cảnh cáo hắn đừng nghĩ như vậy có thể trốn thoát.
anh đã nhắm tới ai là sẽ đuổi theo đến cùng. Ngày hôm sau, Aja báo cáo với Tae Ho về kết quả khám xét văn phòng của Jin Cheon tối qua, xác nhận rằng hắn thực sự có một mối quan hệ chặt chẽ với Jang Won. Và còn một điều nữa chính là đêm qua Jin Jong đã bắt được Jin Cheon, nhưng lại bị người của Jo Hwan thả đi. Aja cảm thấy hành vi của Jin Jong không chỉ nhằm vào Jin Cheon, mà nhất định có liên quan đến vụ án của Ye Yang. Đúng lúc này, Jang Won đột nhiên xông vào, chẳng nói chẳng rằng tát cho Tae Ho một cái. Thì ra hành động điều tra tối qua của Aja khiến cho hắn tức giận. Hắn còn nói thẳng một khi mình trở thành trưởng công tố quận, việc đầu tiên làm sẽ là xử lý Tae Ho. Aja tức giận bởi hành vi kiêu ngạo của Jang Won. Cô đến phòng thẩm vấn để gặp Jin Jong. Anh đang bị điều tra ở đây. Cô đề nghị hai người cùng nhau liên thủ hạ bệ Jang Won. Chỉ cần Jin Jong đồng ý, Aja sẽ lập tức cố gắng tìm cách thả anh ra. Jin Jong nghe xong đồng ý luôn. Nhưng anh có một yêu cầu. Aja không được phép phản đối cách thức phá án của anh. Sau khi đạt được sự hợp tác, Aja bảo đồng nghiệp giả vờ bị động kinh, thu hút sự chú ý của những người giám sát phòng thẩm vấn. Nhân lúc này đưa Jin Jong rời khỏi văn phòng công tố viên. Ngày mai Jang Won sẽ nhậm chức trưởng công tố quận. Nếu hắn lên nắm quyền thì sẽ càng khó đối phó hơn. Vì vậy cơ hội duy nhất để trở mình chỉ có cách bắt Jin Cheon, ép hắn nói ra bí mật của Jang Won. Khi Aja đang băn khoăn không biết tìm Jin Cheon ở đâu, thì Jin Jong đã bố trí xong hành động bắt giữ. Eun Ji và Jong Jo theo dõi Jin Cheon đến một khách sạn, nhưng lại phát hiện hắn có ý thức chống trinh sát mạnh mẽ. Đợi đến khi Jin Jong và Aja đến nơi, hắn đã sớm chạy trốn rồi. Tuy nhiên Jin Jong vẫn còn có kế hoạch thứ hai. Đêm qua anh đã nhân cơ hội cài định vị lên người Jin Cheon. Nhìn hướng đi của hắn thì là đang hướng đến bến tàu. Có vẻ hắn muốn trốn ra nước ngoài bằng tàu. Khi Jin Jong và Aja vội vã đến bến tàu, lại phát hiện nơi đây trống rỗng, mà định vị của anh lại được phát hiện trên một chiếc xe tải. Jin Jong mất dấu Jin Cheon hết lần này đến lần khác, chính vì hắn có một đối thủ mạnh mẽ giúp đỡ. Người này chính là Jo Hwan. Jin Jong và Aja trở lại bến tàu để xem xét các điểm quan trọng bị bỏ lỡ. Lúc này Aja chợt nghĩ ra, nếu Jin Cheon muốn rời khỏi Hàn Quốc, căn bản không cần lén lút. Hắn chỉ bị Jin Jong phát hiện có liên quan đến cái chết của Ye Yang, nhưng không có lệnh bắt giữ của công tố viên. Vì vậy nếu hắn muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể rời khỏi bằng máy bay. Jin Jong lập tức bảo Jong Jo tìm kiếm thông tin về các sân bay nội địa. Cuối cùng đã xác nhận được sân bay và giờ bay của Jin Cheon, tuy nhiên phát hiện ra quá muộn. Khi đám người Jin Jong chạy tới, máy bay đã đi vào đường băng, họ không thể dừng cả chuyến bay lại được. Aja rất nản lòng, xem ra đã không còn cách nào ngăn cản Jin Cheon rời đi. Nhưng trong đầu, Jin Jong lập tức nảy ra một ý tưởng điên rồ. Mặc dù có trái với đạo đức, cản trở luật pháp và trật tự, nhưng một khi thực hiện tất nhiên sẽ thành công. Chỉ thấy Jin Jong bấm số điện thoại ở đại sảnh sân bay, bịt mũi và nói với nhân viên lễ tân: "Mình đã đặt một quả bom trên máy bay mà Jin Cheon đi, nếu như không ngừng bay, sân bay sẽ trở thành một biển máu." Cứ như vậy, bộ phận an ninh sân bay ngay lập tức yêu cầu dừng tất cả các chuyến bay, đồng thời báo cảnh sát cho lực lượng chống cháy nổ phong tỏa hiện trường. Sân bay trong nháy mắt hỗn loạn. Jin Cheon bất đắc dĩ theo các thành viên đội chống cháy nổ xuống máy bay, nhưng hắn vẫn rất cảnh giác, không rời đi với các hành khách khác. Thay vào đó, lặng lẽ rời đi qua lối đi của nhân viên. Nhưng mánh khóe này không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Jin Jong. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Jin Cheon bị dồn vào đường cùng, đành phải bắt cóc một cô bé làm con tin. Thấy vậy, Jin Jong cũng không cần nương tay vung nắm đấm đánh ngã Jin Cheon. Hai người đánh nhau một trận ngay tại chỗ, cuối cùng hắn vẫn bị Jin Jong khuất phục. Lúc này, đội chống cháy nổ cũng tìm được Jin Jong, kẻ đã gọi điện thoại đe dọa. Họ coi anh như một mối nguy hiểm cho an toàn công cộng mà bắt đi. Nhưng Jin Jong không sợ hãi, dù sao bọn họ cũng đã bắt được Jin Cheon. Ngày hôm sau chính là nghi thức nhậm chức của Jang Won. Sau khi biết Jin Jong đại náo sân bay, còn Jin Cheon thì mất tích, trong lòng hắn có chút bất an. Hắn ra lệnh cho Jo Hwan nhất định phải xử lý mớ hỗn độn này. Ai ngờ khi Jang Won đang đọc diễn văn nhậm chức, Jin Jong lại từ trong bục phát biểu chui ra. Sự xuất hiện ấn tượng này làm cho đèn flash của phóng viên liên tục nhấp nháy. Jin Jong tuyên bố trước mặt mọi người, Jang Won là nghi phạm chính trong vụ án giết Ye Yang cần phải bắt giữ khẩn cấp. Để chứng minh tội danh của Jang Won, Jin Jong chuẩn bị 10 nhân chứng quan trọng nhất. Để hắn vạch trần tất cả trước công chúng, Jo Hwan lập tức bảo cấp dưới canh giữ bên ngoài hội trường, chặn xe của Aja lại. Hắn nghi ngờ người ngồi ở ghế sau xe chính là Jin Cheon. Cấp dưới nhanh chóng lục soát, nhưng phát hiện đối phương không phải Jin Cheon. Đúng lúc này, chính giữa hội trường đột nhiên rơi xuống một tấm màn. Hình ảnh Jin Cheon đột nhiên xuất hiện, hắn dùng phương thức video call nói chuyện với Jin Jong, nói rõ ràng về vụ án Ye Yang bị sát hại, thú nhận rằng cô ấy từng làm gái gọi trong quán bar của mình. Còn nói cô ta được Jang Won bao nuôi, nói đến đây Jin Jong cắt đứt liên lạc, để lại cho các phóng viên những suy nghĩ vô hạn, cho hề nhậm chức này nhanh chóng lan rộng trên mạng. Rất đông phóng viên túc trực bên ngoài địa điểm để đưa tin. Hết cách, Jang Won đành phải liên lạc với giới truyền thông mình quen biết hy vọng ai đó có thể giúp đỡ. Nhưng tình hình hiện tại không có lợi cho hắn, các phóng viên không ai muốn nhúng tay vào. Jang Won tức giận nổi nóng với Jo Hwan, ra lệnh cho hắn phải tìm cách giải quyết chuyện này. Jo Hwan đành phải đến tìm Jin Jong, bởi vì tối qua Jin Jong không những vi phạm luật hàng không, còn trốn thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát. Jo Hwan muốn sử dụng bản án của anh để làm giao dịch. Nếu Jin Jong không buông tha cho Jang Won, hắn sẽ đưa anh vào tù. Lúc này Aja xuất hiện bỏ lại một phần tài liệu phóng thích Jin Jong rồi đưa anh đi. Sau đó, Jin Jong biết được Tae Ho đã ra tay giúp mình. Tae Ho đã thực hiện đến bước này, cũng coi như chính thức tuyên chiến với Jang Won. Trong một tình huống khó xử như vậy, lập trường của Jo Hwan lại càng thân vất do kỳ. Hắn đã ở trên cùng một chiếc thuyền với Jang Won. Vì vậy khi Jang Won gặp nguy hiểm, hắn phải làm hết sức mình để giải cứu. Ngay sau đó, cấp dưới báo cáo đã phát hiện nơi Jin Jong bị giam giữ. Jo Hwan lại nhìn thấy hy vọng, lập tức dẫn người đi bắt cóc Jin Jong. Bên này, Jin Jong và Aja biết được
cũng ngay lập tức chạy đi. Tuy nhiên đã quá muộn, Jin Jong đã bị Do Hwan bắt đi, mục đích là để làm rõ với các phương tiện truyền thông, nói rằng những gì nói trước đó tại lễ nhậm chức, tất cả đều là lời thú tội giả bị Jin Jong ép buộc và dụ dỗ. Điều này đã giúp Jang Won thành công lật ngược tình hình, áp lực lại đến chỗ Jin Jong. Các công tố viên đã sẵn sàng để bắt đầu truy tố anh ta. Tae Ho xem tin tức mới, trong lòng cảm thấy không ổn. Sau khi cuộc khủng hoảng của Jang Won được giải quyết, Do Hwan cũng từ Jin Jong mà biết được bằng chứng phạm tội của Jang Won. Do Hwan muốn để lại một lá bùa cứu mạng dự phòng cho mình. Buổi tối, Jin Jong đưa A Ja đến căn cứ bí mật của Eun Ji và Jong Jo. Bọn họ bây giờ chỉ có một cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế, chính là trộm USB lưu giữ tất cả chứng cứ trong tay Jang Won. Và thế là một chiến dịch xâm nhập bắt đầu. Jong Jo dùng virus xâm nhập vào máy tính của Jang Won, mượn cơ hội diệt virus đi vào văn phòng của hắn, chờ Eun Ji từ mái nhà trèo xuống. Khi thấy Eun Ji ở ngoài cửa sổ, Jong Jo cố tình đổ cà phê lên người Jang Won, trộm thẻ ra vào văn phòng của hắn, sau đó cài đặt một bộ giải mã trên két sắt. Nhưng lúc này, Eun Ji vô tình làm rơi bình xịt hơi cay trong tay vào trong phòng. Khói từ hơi cay lan nhanh, văn phòng công tố viên ngay lập tức vang lên tiếng chuông báo động. Lúc này, Jin Jong mang theo mặt nạ chống độc nhân cơ hội đến văn phòng Jang Won. Jang Won từ nhà vệ sinh đi ra cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức quay trở lại văn phòng, nhưng hắn lại không tìm thấy thẻ ra vào. Nhân lúc hắn gọi người đến mở cửa, Jin Jong đã thành công lấy được USB và trốn thoát thuận lợi thông qua sợi dây Eun Ji để ngoài cửa sổ. Jang Won thấy két sắt của mình đã được mở, lập tức biết được là do ai đã làm, tất nhiên chính là Jin Jong. Ngày hôm sau, hắn yêu cầu Jin Jong đến văn phòng, vừa định mở miệng đe dọa anh, trên TV đã phát sóng tin tức mới về bằng chứng USB bị phơi bày. Jin Jong căn bản không có giữ lại chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa tố cáo Jang Won. Nhưng mà lúc này, Jang Won lại nói cho anh biết, ngày đó tuy rằng hắn đã gặp Ye Yang nhưng không giết cô ấy. Chân tướng này cũng được xác nhận từ miệng Jin Jong, bởi vì khi hắn chụp lén, cũng chụp những bức ảnh thú vị khác. Điều đó đủ để chứng minh rằng hung thủ không phải là Jang Won, mà Jin Jong cũng đã giao tất cả những gì mình chụp được cho Do Hwan. Sau khi Jin Jong xác minh chứng cứ ngoại phạm của Jang Won liền gọi lại cho hắn, hỏi ai là thủ phạm thực sự. Jang Won đã chỉ định một địa điểm để Jin Jong đến, gặp mình ở đó. Nhưng khi Jin Jong chạy tới, lại phát hiện Jang Won rơi từ trên cao xuống chết ngay tại chỗ. Thời gian trở lại trước khi Jin Jong đến, Jang Won đang dọn dẹp đồ đạc trong tòa nhà, thì bất ngờ bị người ta tấn công, tiêm thuốc mê vào người. Sau khi Jin Jong đến, hung thủ liền sát hại Jang Won đang hôn mê. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi kết luận sơ bộ, cảnh sát xác định cái chết của Jang Won là tự tử. Nhưng Jin Jong không tin. Anh nói với A Ja hôm qua anh đã điều tra ra hung thủ giết chết Ye Yang không phải Jang Won, bởi vì ông ta có đủ chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa, đêm đó là Jang Won chủ động hẹn Jin Jong gặp mặt, dường như muốn nói với anh điều gì đó. Ngoài ra, Jin Jong còn điều tra hành tung gần đây của Jang Won. Ông ta đang chọn quà sinh nhật sắp tới cho cháu gái của mình. Một người như vậy, sao có thể đi tự tử được? Jin Jong bất chấp lời khuyên bảo của A Ja nhất quyết đi tìm chứng cứ chứng minh Jang Won bị chết. Nhìn Jin Jong bốc đồng như vậy, A Ja cũng bất lực. Thật ra cũng không phải cô không ủng hộ Jin Jong, chỉ là sợ anh lại dùng thủ đoạn vi phạm pháp luật. Sau khi Jin Jong rời đi, Tae Ho đã đến tìm A Ja, hỏi về việc điều tra. A Ja nói ra suy nghĩ trong lòng. Ý kiến của cô cũng giống như Jin Jong, cảm thấy cái chết của Jang Won rất kỳ lạ. Là một công tố viên, cô không muốn để lại bất kỳ nghi vấn nào. Vì vậy, A Ja đề nghị điều tra kỹ lưỡng vụ án của Jang Won. Tae Ho lập tức đồng ý. Jin Jong vì bận rộn nhận vụ án, cả ngày không xuất hiện ở văn phòng dịch vụ dân sự. Trưởng phòng Park vốn không thích gây rắc rối, đối với hành động của Jin Jong rất có ý kiến. Jin Jong đi tới tòa nhà lớn mà Jang Won đã chết, muốn điều tra camera giám sát. Kết quả không phát hiện được gì. Nhưng thời điểm quan trọng, Jin Jong phát hiện camera đã bị đổi hướng tạo ra một góc chết, vừa vặn có thể để cho người nào đó tùy ý đi ngang qua. Suy luận theo hướng này, Jin Jong quả nhiên chú ý đến một bóng người khả nghi. Bên này, Jong Jo đưa cho Jin Jong ghi chép chi tiết cuộc gọi của Jang Won. Một trong những cuộc gọi khiến anh chú ý đó là Subin, chị gái của Ye Yang. Nhật ký của gọi hiển thị vài ngày trước khi Jang Won chết đã liên lạc với cô ấy. Sau đó, Jin Jong tìm Subin hỏi về chi tiết cuộc gặp của họ. Subin nói khi Jang Won gặp mình, từng đề nghị xem con mèo mà Ye Yang nuôi. Subin còn cho anh xem một vài bức ảnh về con mèo. Jin Jong để ý thấy có một máy nghe nhạc megapixel 3 bên cạnh con mèo, nhưng chiếc máy megapixel 3 đó đã bị Jang Won lấy đi. Ông ta dường như rất quan tâm đến thứ này. Ngay khi Jin Jong tiếp tục tìm kiếm tung tích của megapixel 3, Viện pháp y quốc gia tiến hành khám nghiệm tử thi cho Jang Won, nhưng kết quả lại khiến người ta kinh ngạc. Hắn dùng nhiều lý do khập khiễng để giải thích những vết thương xuất hiện trên cơ thể Jang Won, cố ý kết luận rằng ông ta tự tử. Jin Jong và A Ja tuy rằng không phục, nhưng cũng không tiện nói gì nữa. Một khi báo cáo được công bố, vụ án cũng theo đó mà kết thúc. Cái chết của Jang Won sẽ mãi là một ẩn số, bởi tính cách Jin Jong, anh không bao giờ muốn để lại sự tiếc nuối này. Ngay khi cuộc điều tra đi vào ngõ cụt, trưởng phòng Park vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn lại, chủ động cung cấp manh mối. Ông cố tình để cho Jin Jong nhìn thấy một tờ báo cũ, trên đó vừa hay có một bài báo về khám nghiệm tử thi giả. Đương sự trong bài báo chính là Pháp Y Dung. Jin Jong ngay lập tức gửi đơn xin khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Với sự giúp đỡ của A Ja và các tiền bối khác, cuối cùng yêu cầu đã được thông qua. Jin Jong cũng đến nhà tang lễ để thuyết phục con gái của Jang Won. Cuối cùng với sự hợp tác của hai bên, Jin Jong một lần nữa tiến hành khám nghiệm tử thi. Đột nhiên con gái ông ấy nhớ ra một điều. Cô nói với Jin Jong, ngày Jang Won qua đời đã cầm một phong bì màu vàng ra ngoài, nói sẽ giao nó cho người khác. Jin Jong cảm thấy đây là một manh mối quan trọng, đáng để tiếp tục theo đuổi.
Sau cái chết của Jang Won, vị trí trưởng công tố quận đáng lẽ được bổ nhiệm đã bị bỏ trống. Không ít người suy đoán người đảm nhận chức vụ này sẽ là Tae Ho, mà do Hoan mất đi chỗ dựa, bất đắc dĩ đến trước mặt Tae Ho quỳ xuống để xin lỗi. Chỉ cần Tae Ho không bỏ rơi anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng Tae Ho lại không quan tâm đến anh ta. Buổi tối, trưởng phòng Park trong lòng đăm chiêu, hóa ra phong bì màu vàng mà Jang Won mang theo đang ở trong tay ông. Trước khi chết, Jang Won đã đưa megapixel 3 cho ông, muốn ông giải mã nội dung bên trong. Bên này, Tae Ho đang uống rượu với đại diện Seo. Đại diện Seo luôn là người kiểm soát đằng sau văn phòng công tố viên. Không ít quan chức cấp cao đều có nhược điểm bị ông ta nắm trong tay. Đại diện Seo chúc mừng Tae Ho đã thuận lợi nhận được chức trưởng công tố. Chỉ là ông ta cũng tò mò sự thật về cái chết của Jang Won. Nghe vậy, Tae Ho có chút ngập ngừng, hắn nhất thời đoán không ra ý của đại diện Seo. Hôm sau, báo cáo khám nghiệm tử thi thứ hai được đưa ra. Kết quả nhận định đây chính là án mạng. Ngay khi Jin Jong đang chuẩn bị thực hiện hành động tiếp theo, Do Hoan đột nhiên dẫn người đến, lấy lý do Jin Jong là nghi can sát hại Jang Won bị bắt khẩn cấp. Ngồi trong phòng thẩm vấn, đối mặt với các bằng chứng giả mạo của Do Hoan, Jin Jong không hề tỏ ra sợ hãi. Anh vừa nghĩ liền biết có người âm mưu gài bẫy mình, nhưng bất kể người này là ai, anh sẽ tự tay tìm ra hắn. A Ra nghe được tin, lo lắng đến phòng thẩm vấn, hai người phân tích tình hình hiện tại. Mặc dù Do Hoan oai như cóc, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Jin Jong suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này ồn ào như vậy, không có khả năng là Do Hoan gây lên sóng gió, có lẽ đằng sau còn có người sai khiến. Liệu có nên nghi ngờ Tae Ho mới nhậm chức hôm nay hay không? Nghe vậy, A Ra lập tức đính chính Tae Ho đã giúp đỡ Jin Jong rất nhiều. Nhưng sau khi nói ra, cô cũng cảm thấy thiếu tự tin. Tuy nhiên, A Ra đã phán đoán sai. Các bằng chứng cáo buộc Jin Jong đã giết chết Jang Won, chính là Tae Ho đã giao cho Do Hoan. Trước đấy Do Hoan từng nói sẽ trung thành với mình. Vậy bắt giữ Jin Jong chính là một phép thử trong phòng thẩm vấn. Jin Jong cảm ơn A Ra vì sự quan tâm của cô. Sau đó lại bảo Chun Ki đi mua cho mình một bát canh xương bò. Hai người đã thử nghiệm đặt chiếc khóa bát canh, sẽ không bị phát hiện chút nào. Cứ như vậy, Jin Jong dễ dàng mở khóa còng tay thoát khỏi phòng thẩm vấn. Nhưng trước khi chạy trốn khỏi văn phòng công tố viên, anh đã lẻn vào văn phòng của Do Hoan. Mang theo tài liệu điều tra cáo buộc mình, việc Jin Jong bỏ trốn đã gây ra náo loạn trong văn phòng công tố viên. Do Hoan ngay lập tức bắt giữ Chun Ki, quả nhiên chỉ chốc lát do Jin Jong đã gọi điện thoại cho anh ấy. Nhưng Chun Ki hết lòng vì Jin Jong, thừa dịp Do Hoan không chú ý, anh hét lên rằng mình đang bị khống chế. Jin Jong lập tức ý thức được tình hình. Sau khi cúp máy, anh ném lại điện thoại rồi rời đi, mà A Ra cũng đang đi tìm Jin Jong. Còn nghĩ đến Eun Ji và Jong Jo, liền cho cấp dưới cưỡng ép hai người đưa đến văn phòng công tố. A Ra nói với họ về việc Jin Jong đang bị nghi ngờ. Cả hai nghe xong rất căng thẳng, nhưng tiếc là Jin Jong đã không liên lạc với họ. Sau đó đồng nghiệp nói với A Ra, tối nay Jin Jong đã xuất hiện và bắt cóc Do Hoan. Jin Jong ở ghế sau xe, dùng sức xiết cổ Do Hoan, ép hắn nói ra người sai khiến sau lưng là ai. Do Hoan nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh trên đường. Cuối cùng đâm vào chướng ngại vật gây ra tai nạn xe hơi, toàn bộ chiếc xe bị lật. Jin Jong lảo đảo bò ra từ ghế sau rời khỏi hiện trường. Trưởng phòng Park khi dắt chó đi dạo, nhìn thấy Jin Jong bị thương liền đưa anh về nhà ăn tối. Jin Jong nhìn thấy bức ảnh gia đình của ông ấy, hỏi vợ con của ông đâu. Trưởng phòng Park trả lời qua loa, rồi nói chỉ cho anh ở lại một đêm thôi. Ngày mai hãy rời khỏi đây. Ban đêm Jin Jong đến bốt điện thoại công cộng báo bình an cho A Ra. A Ra rất lo lắng cho anh, dặn dò anh tuyệt đối không được bị bắt. Sau khi cúp máy, Jin Jong tiếp tục trở về nhà trưởng phòng Park, xem xét tài liệu điều tra về cái chết của Jang Won. Lúc này anh phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh, trưởng phòng Park muốn giúp anh xem một chút. Thì ra kết quả khám nghiệm tử thi của Jang Won cho thấy ông ta có một vết kim đâm trên cổ, nhưng thành phần hóa học trong cơ thể không phải là thuốc mê, đó là một chất kích thích. Chất này có thể tạo ra ảo giác cho người bị tiêm. Jin Jong suy nghĩ, tại sao hung thủ lại chọn loại thuốc này để khống chế Jang Won? Trưởng phòng Park ở một bên chỉ điểm, có lẽ loại thuốc này là để cho Jang Won nói ra sự thật, hung thủ muốn hỏi ra điều gì đó từ ông ta. Trưởng phòng Park nói đến đây, còn lại phải để cho Jin Jong tự giác ngộ. Jin Jong suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh lập tức đến tìm Jin Cheon, yêu cầu hắn giúp tìm hiểu nhà sản xuất thuốc kích thích. Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Jin Jong, hắn nói ra thông tin của người bán và đặc điểm ngoại hình. Trước khi đi, Jin Jong còn lấy điện thoại của Jin Cheon, dùng điện thoại này thông báo cho Eun Ji và Jong Jo. Sau đó, Jin Jong liên hệ với Chun Ki, bốn người đến một quán bar. Sau khi vào trong, bốn người chia nhau hành động. Rất nhanh, Jin Jong tìm thấy người bán trên tầng 2, tuy nhiên quán bar bị cảnh sát đột kích. Trong lúc hỗn loạn, người bán đã nhận cơ hội chạy trốn. Jin Jong lập tức lái xe máy của mình theo sau. Người bán vội trở về căn cứ bí mật, lấy ra một cuốn sổ cái. Khi rời đi thì bị Jin Jong tập kích, cuối cùng Jin Jong đã mang sổ cái đi. Ngày hôm sau, anh lặng lẽ liên lạc với A Ra, bảo cô ấy đến một nơi bí mật để gặp nhau. Ai ngờ hành động của A Ra bị Do Hoan theo dõi. Jin Jong đưa sổ cho A Ra để cô ấy điều tra 5 người gần đây đã mua ma túy, hung thủ giết Jang Won nằm trong đó. Vừa nói xong, Do Hoan dẫn theo một đám côn đồ xông vào. Jin Jong thuận lợi chạy trốn vào một nhà máy bỏ hoang khác, lại bị một người bí ẩn tấn công, bị đâm một nhát và ngã xuống đất. Vài giây trước khi hôn mê, anh nhìn thấy găng tay của đối phương, rất giống của người đã giết Jang Won. Sau đó, Jin Jong ngã xuống đất bất tỉnh. Cũng may A Ra đã phát hiện ra anh đầu tiên và đưa anh đi. Do vết thương quá nặng, cô muốn đưa anh đến bệnh viện, nhưng Jin Jong kiên quyết không đồng ý. Hết cách, A Ra đành phải đưa Jin Jong đến nhà trưởng phòng Park. Trưởng phòng Park không thể thấy chết không cứu, lập tức gọi bác sĩ quen đến điều trị tại nhà. Sau khi được điều trị, Jin Jong tạm thời không có gì đáng ngại. A Ra ở lại nhà trưởng phòng Park để chăm sóc một đêm. Sáng hôm sau, Jin Jong cũng có chút phản ứng.
Dường như anh đang đắm mình trong giấc mơ, tay anh giống như muốn nắm lấy cái gì đó. Hóa ra, anh mơ thấy cảnh bố anh qua đời trong tai nạn xe hơi. Sau khi Jin Jong tỉnh lại, ba cộng sự của anh cũng chạy đến. Jin Jong nói người đã tấn công anh chính là hung thủ giết chết Jang Won. Anh suy luận, chắc chắn anh đã phát hiện thứ gì đó quan trọng của hắn, nên mới dẫn tới họa sát thân. Chỉ là hiện tại anh chưa biết manh mối quan trọng đó là gì. Jin Jong nói về các cộng sự, trận chiến trả thù tiếp theo sắp bắt đầu. Anh cho rằng Do Hoa nhất định sẽ gặp kẻ chủ mưu, bảo họ điều tra camera hành trình của hắn ta. Đồng thời, Aja cũng tìm thấy những người đã mua Mai Thúy. Một trong số đó là Hyung Guk, trưởng phòng thư ký của công ty luật Kang Sản nổi tiếng. Hắn không có tiền án tiền sự, hơn nữa ngày mua chính là một ngày trước khi Jang Won chết, mà công ty luật này chính là công ty của đại diện Seo. Aja ngay lập tức đến công ty luật Kang Sản, tiếp đãi cô là Seo Ji Han, con trai của đại diện Seo. Aja đề nghị gặp thư ký T, nhưng bị Ji Han từ chối. Sau khi Aja rời đi, hắn lập tức thông báo cho đại diện Seo. Đại diện Seo cười lạnh một tiếng, lệnh cho thủ hạ bắt đầu đối phó với Aja. Aja nói với Jin Jong về thông tin của thư ký T, nói rằng đây là người bị nghi ngờ nhất. Đang lúc Jin Jong và mọi người cho rằng cuộc chiến báo thù có thể diễn ra suôn sẻ, T Ho lại gây rắc rối. Hắn đã nhận được tín hiệu từ đại diện Seo, công khai Jin Jong là tội phạm bị truy nã. Hình ảnh của anh đã được phát sóng trên TV. Thấy vậy, Aja đến tìm T Ho để phản đối, nhưng lại bị hắn lớn tiếng quát mắng. Bên này, Chun Ki đã lấy được hồ sơ hành trình của Do Hoan, sau đó gửi tất cả những nơi hắn đã đến cho Jin Jong. Jin Jong liền khoanh tròn từng nơi một trên bản đồ. Đột nhiên phát hiện có một nơi cách xa các địa điểm khác, nơi đó chính là một quán rượu. Eun Ji và Jong Jong ngay lập tức cải trang thành cảnh sát hình sự, muốn điều tra camera giám sát ở đó. Sau đó gửi đoạn phim cho Jin Jong, Jin Jong phóng to màn hình. Mặc dù chỉ thấy cái đầu của kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng không khó để nhận ra hắn là ai. Người đó chính là Tae Ho. Sau khi tìm ra sự thật, Jin Jong bắt đầu sắp xếp lại manh mối. Từ vụ án của Ye Yang bất ngờ rơi vào tay mình, đến việc điều tra Jang Won, hóa ra tất cả đều là kế hoạch của Tae Ho. Hắn đã sắp xếp mọi thứ, chỉ chờ Jin Jong rơi vào bẫy. Tae Ho luôn là một kẻ hai mặt. Một mặt giả vờ giúp Jin Jong và Aja, một mặt đưa họ vào cái bẫy của mình. Có lẽ để phá vỡ tất cả những điều này, trước tiên cần phải bắt một người. Đó là Do Hoan. Jin Jong quyết định tự mình ra tay. Buổi tối anh lẻn vào nhà của Do Hoan, sử dụng công cụ giải mã mà Jong Jo đưa cho, mở máy tính của hắn ra. Thấy cuộc trò chuyện giữa hắn và Tae Ho, vừa xem xong thì Do Hoan bước vào nhà. Jin Jong đành phải trốn dưới gầm giường, tìm kiếm cơ hội để tẩu thoát. Tối hôm đó anh và Aja gặp nhau, anh đưa cho cô ấy lịch sử trò chuyện của Tae Ho và Do Hoan. Jin Jong cần sự giúp đỡ của Aja, ngay cả khi nó rất khó khăn đối với cô ấy. Tae Ho luôn là tiền bối mà Aja tôn trọng nhất. Aja suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý với yêu cầu của Jin Jong. Ngay sau đó cô gọi cho Tae Ho, giả vờ xin lỗi vì hành vi đã giúp Jin Jong trước đó. Đứng trước mặt hắn ta, cô hẹn Jin Jong ra gặp mặt để Tae Ho có thể bắt anh ấy. Nhưng Tae Ho không tin tưởng Aja. Hắn đoán Aja đột nhiên quay xe như này, có lẽ vì muốn có được lời thú tội của mình. Vì vậy, hắn đã tịch thu máy ghi âm và điện thoại của cô. Lúc này, Aja cũng không giả vờ nữa. Cô trực tiếp chất vấn Tae Ho có hãm hại Jin Jong hay không. Tae Ho giải thích, lại vô tình tiết lộ hắn cũng là chấp hành mệnh lệnh của người khác. Aja rất thất vọng với hắn, bỏ đi trong cơn giận dữ. Sau khi Aja rời đi, Jin Jong lặng lẽ đến bên Tae Ho. Từ phía sau điện thoại của Aja bị tịch thu, lấy ra một đĩa từ tính. Hóa ra đây cũng là một công cụ ghi âm. Lần này, Jin Jong đã nắm được chứng cứ Tae Ho hãm hại mình. Nhìn Jin Jong lấy được đoạn ghi âm, Tae Ho cười khỉnh. Nói với anh, bên thứ ba ghi âm cuộc trò chuyện riêng tư là phi pháp. Nhưng Jin Jong thân là công tố viên, đương nhiên cũng biết điều này. Nhưng anh cũng đã có kế hoạch khác. Rất nhanh, trên mạng nội bộ của văn phòng công tố viên xuất hiện đoạn ghi âm này. Jin Jong đe dọa Tae Ho phải ngay lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ của anh, đồng thời phục chức cho anh quay về văn phòng công tố. Nếu không, anh sẽ công khai bản ghi âm đầy đủ. Mặc dù bản ghi âm này không thể đánh bại hoàn toàn Tae Ho, nhưng ít nhất cũng có thể tạo nên một trận sóng gió. Một chiêu này của Jin Jong quả nhiên hiệu quả. Ngày hôm sau anh trở lại văn phòng công tố viên. Ji Ha nhận được tin Jin Jong trở lại văn phòng công tố, lập tức nói cho đại diện Seo. Đại diện Seo cau mày, tìm Tae Ho để hỏi tội. Tae Ho năm lần bảy lượt dính đòn, đành phải đem tức giận chút lên người Do Hoan. Nhưng mà trong lòng Do Hoan cũng có tính toán của mình. Sau khi rời khỏi văn phòng, hắn trừng mắt nhìn lại hướng của Tae Ho. Mặc dù Jin Jong đã trở lại văn phòng công tố viên, nhưng vẫn không từ bỏ việc đưa Tae Ho ra trước công lý. Lúc này, anh và Aja tiếp tục để mắt tới Pháp Y Jung giả mạo báo cáo khám nghiệm tử thi. Hai người giả vờ là con bạc, đến sòng bạc ngầm mà Pháp Y Jung thường đến. Rất nhanh, Pháp Y Jung xuất hiện. Jin Jong lập tức nhào tới bắt hắn đi. Trong phòng thẩm vấn, Jin Jong hỏi Pháp Y Jung, có phải Tae Ho đã ra lệnh cho hắn làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi hay không? Tuy nhiên, hắn lại tỏ ra vô cùng bối rối. Jin Jong đưa ra một đề nghị, chỉ cần hắn nhận tội khai ra kẻ chủ mưu đứng sau, anh sẽ giúp hắn giảm thiểu mức án hoặc có thể xin hòa giải. Pháp Y Jung do dự một lúc rồi đột nhiên thay đổi thái độ, nhận hết trách nhiệm về mình. Lúc này, Tae Ho cũng dẫn Do Hoan đến. Pháp Y Jung được bàn giao cho Do Hoan chịu trách nhiệm, không cho hắn tiếp xúc với Jin Jong nữa. Đây rõ ràng là chột dạ. Jin Jong đã nhìn thấu mánh khóe của Tae Ho, nhưng vì sức mạnh của hắn nên không thể phản đối. Nhìn Pháp Y Jung bị dẫn đi, anh cũng không từ bỏ cơ hội. Anh đuổi kịp chiếc xe hộ tống, nhắc nhở Pháp Y Jung. Bây giờ hắn đã là một quả bom hẹn giờ, hắn nghĩ chúng sẽ tha mạng cho hắn sao? Những lời này làm cho Pháp Y Jung lộ vẻ sợ hãi. Ai cũng biết, cái chết là phương pháp bịt miệng tốt nhất. Ngay sau đó, xe hộ tống bất ngờ bị một chiếc xe lớn chặn lại. Trên xe có mấy người bịt mặt muốn đưa Pháp Y Jung đi. May mà Jin Jong kịp thời chạy tới, đánh đuổi bọn chúng rồi nhét Pháp Y Jung vào xe của mình.
Dưới sự ép hỏi của Jin Jong, Pháp Y Dung mới nói có đánh chết hắn cũng không dám thú nhận, bởi vì trước khi Aza và Jin Jong tìm được hắn, Do Hoan đã dùng vợ con hắn để uy hiếp, hắn không muốn liên lụy gia đình, đành phải giữ im lặng. Bên này vì bị Jin Jong gây khó dễ, bây giờ Tae Ho đang gặp rắc rối, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đi cầu cứu đại diện Seo. Đại diện Seo cũng không hài lòng lắm với hắn, nhưng dù sao đây cũng là con rối do chính mình nâng đỡ, giữ lại vẫn còn có ích. Nói xong, đại diện Seo như có thâm ý hỏi thăm một câu, bố mẹ Aza làm nghề gì. Sau khi rời khỏi chỗ của đại diện Seo, Tae Ho đến tìm Jin Jong. Tuy nhiên Jin Jong cảm thấy sai sai, dường như Tae Ho đang muốn chỉ hoãn thời gian. Khi anh muốn đứng dậy rời đi, ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ Aza. Cô đưa Pháp Y Dung về nhà bố mẹ đẻ ở nông thôn, quay video Pháp Y Dung nhận tội. Đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên ngoài ngôi nhà, một nhóm côn đồ bắt đầu đập cổng. Aza và Pháp Y Dung vội trốn thoát khỏi cửa sau, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tae Ho. Cuối cùng, Aza dựa vào kỹ năng chiến đấu có thể trốn thoát, nhưng Pháp Y Dung đã rơi vào tay chúng. Trong nhà hàng, Tae Ho đã đưa ra một đơn từ chức ép Jin Jong viết. Chỉ cần anh sẵn sàng rút lui, hắn sẽ buông tha cho Aza và Pháp Y Dung. Khi Jin Jong đang cầm bút và do dự, Aza chạy trốn đã tìm được Chun Ki, dùng điện thoại của anh ấy để gọi cho Jin Jong. Nghe thấy Aza không bị bắt, Jin Jong lập tức ném đơn từ chức rồi bỏ đi. Trận chiến của anh vẫn chưa kết thúc. Tae Ho chán nản rời khỏi nhà hàng, gặp được trưởng phòng Park trong gara. Trưởng phòng Park cảnh cáo hắn không được động đến Jin Jong nữa, nhưng Tae Ho lại khinh thường. Trong mắt hắn, trưởng phòng Park chỉ là một kẻ thua cuộc. Hóa ra trước đây, chính trưởng phòng Park đã cố gắng vạch trần hành vi phạm tội của đại diện Seo. Kết quả không chỉ hủy hoại sự nghiệp của mình, còn mất vợ con. Bên này, Jin Jong và Aza gặp nhau, mọi người lại xuất phát đi cứu Pháp Y Dung. Lúc này, Pháp Y Dung đang bị người bí ẩn tiêm thuốc. Chúng định giả mạo hiện trường tai nạn xe hơi. Tuy nhiên chưa thực hiện thành công, đám người Jin Jong đã chạy tới. Rất nhanh bọn họ đã thành công đánh đuổi đám côn đồ đi cứu mạng Pháp Y Dung. Sau khi trưởng phòng Park bị Tae Ho sỉ nhục, về nhà liền lấy ra phong thư màu vàng Giang Won giao cho mình. Theo Giang Won nói, nếu muốn báo thù đại diện Seo, những gì trong phong bì là lưỡi dao tốt nhất. Ngày hôm sau, Tae Ho đang chuẩn bị ra ngoài lại bị Jin Jong ngăn lại. Anh đưa theo Pháp Y Dung xuất hiện, Tae Ho đã bị bắt khẩn cấp với nhiều tội danh khác nhau. Hắn đã bị đưa vào phòng thẩm vấn. Tại sao lại từ bỏ các nguyên tắc của công tố viên mà phạm tội? Tae Ho chỉ trả lời rằng đây mới là cách thực sự để tồn tại. Các công tố viên cuối cùng cũng chỉ là lũ chó săn phục vụ chủ nhân, thay đổi 5 năm một lần. Hắn cần có quyền lực mà không ai dám động tới, nhưng Jin Jong không cho là như vậy. Anh tin rằng chỉ cần nhổ tận gốc mọi tham nhũng, người ở lại tất nhiên là công tố viên chân chính. Do Hoan vì có liên quan đến vụ việc của Tae Ho, dữ liệu trong văn phòng bị lấy đi hết. Trong lúc tuyệt vọng, hắn nhìn thấy danh thiếp của đại diện Seo. Đây là khi Do Hoan cử người theo dõi Tae Ho thì bị đại diện Seo phát hiện. Ông ta đã giao danh thiếp cho hắn, có vẻ như ông ta định thu phục Do Hoan làm con rối thay thế Tae Ho. Bên này, Jin Jong và Aza tiếp tục điều tra cái chết của Giang Won. Họ lại đến công ty luật Cang Sản để tìm thư ký Tae, người tiếp đãi vẫn là Ji Han. Ji Han sau khi nghe nói thư ký Tae mua Mai Thúy và bị tình nghi giết người, lập tức lộ vẻ mặt khoa trương. Ngay lập tức cho biết sẽ tiến hành điều tra nội bộ. Nếu điều này là đúng, nhất định sẽ giao thư ký Tae ra. Nhưng Jin Jong bảo hắn đừng diễn kịch nữa, trông kinh lắm. Nếu không giao thư ký Tae ra, nghĩa là việc mua hàng lậu cũng có liên quan mật thiết đến công ty luật Cang Sản. Ji Han trong nháy mắt thu hồi khuôn mặt tươi cười, xuất phát làm theo lời của Jin Jong, bảo thư ký Tae ra gặp mặt. Thư ký Tae thường đi theo bên cạnh đại diện Seo, cũng là một nhân vật thâm sâu khó lường. Jin Jong bắt đầu thẩm vấn, cô ta đã ở đâu vào ngày Giang Won chết. Thư ký Tae bình tĩnh trả lời, đồng thời cho biết sẽ đưa ra một video để chứng minh bằng chứng ngoại phạm của mình. Này khi thư ký Tae đứng dậy rời đi, Jin Jong cầm theo cây bút đâm thẳng về phía mắt của cô ta. Điều kỳ lạ là thư ký Tae thậm chí còn không chớp mắt một cái, cũng không có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Bởi vậy Jin Jong đánh giá, thư ký Tae nhất định là một cao thủ được huấn luyện bài bản. Anh bảo cộng sự lập tức điều tra mọi thông tin về cô ta. Lần này sau khi Jin Jong trở lại văn phòng công tố viên, đã đưa Eun-ji và Jong Jo vào văn phòng dịch vụ dân sự như là một đồng nghiệp không chính thức của mình. Bên này Do Hoan đến gặp đại diện Seo, người đón tiếp hắn vẫn là Ji Han. Biết được Do Hoan có ý định đầu quân, Ji Han chỉ mỉm cười. Vậy cũng phải xem Do Hoan có giá trị gì hay không. Ji Han vừa nói một cách kinh thường, vừa chơi đồ chơi trong tay. Hình ảnh này khiến Do Hoan như nhớ ra gì đó. Hắn ngay lập tức trở lại văn phòng công tố viên, xem lại những hình ảnh mà Jin Jong giao cho hắn trước đó. Hung thủ đã giết chết Ye Yang cũng đang chơi cùng một thứ như vậy. Jin Jong nhận được chứng cứ ngoại phạm do thư ký Tae gửi. Trên video hiển thị đêm Giang Won chết, cô ta luôn chạy bộ trong phòng tập thể dục. Nhưng Aza phát hiện ra một điểm mù, đó là gương đồng hồ trên màn hình. Nếu là bình thường, gương ở vị trí 11 giờ không nên có tỷ lệ như vậy. Phát hiện này khiến Jin Jong rất hài lòng. Anh lập tức nhờ Eun-ji và Jong Jo đến phòng tập thể dục để tìm manh mối. Eun-ji thậm chí còn gọi đàn em của mình tới, trói ông chủ phòng tập thể dục lại, sử dụng phương pháp xã hội đen để tra hỏi. Ông chủ sợ hãi vội thừa nhận rằng thư ký Tae không có ở phòng tập thể dục lúc 11 giờ. Mặt khác, Chun Ki tìm được chiếc xe mà thư ký Tae đã lái, nó bị bỏ rơi ở một góc của thành phố. Jin Jong và Aza đến đó phá vỡ cửa sổ xe, tìm kiếm một đôi giày bên trong, có một vết máu trên đế giày. Jin Jong nhớ lại khi anh bị tấn công trong nhà máy bỏ hoang, người bí ẩn đó đã dẫm lên vết máu của anh. Vì vậy, anh lập tức mang giày và máu của mình đi xét nghiệm. Hôm nay, đại diện Seo nhận được một bức thư, người gửi chính là Do Hoan. Ông ta mở ra xem, trong đó là ảnh của Ji Han trước cửa nhà Ye Yang, bức ảnh được cắt ra từ camera hành trình. Ông ta mỉm cười lạnh lùng, không ngờ một công tố viên nhỏ bé lại dám uy hiếp mình. Buổi tối trong văn phòng dịch vụ dân sự, Jin Jong nhận được kết quả xét nghiệm. Máu trên đôi giày chính là của anh. Jin Jong lập tức tìm thanh kiếm gỗ, mang theo vũ khí đi bắt thư ký Tae.
nhưng Chun Ki nói với anh, kiếm gỗ đã bị trưởng phòng Park mượn đi đập chân ga. Jin Jong lục lọi khắp nơi, vô tình phát hiện phong bì màu vàng của trưởng phòng Park. Đó chính là Megapixel 3 mà Jang Gun lấy đi từ nhà Ye Yang trước đó. Jin Jong lập tức chất vấn trưởng phòng Park chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông ấy chỉ muốn Jin Jong đứng ngoài cuộc, còn nói thẳng mình và ông trùm đứng sau có thâm thù đại hận. Ông muốn tự mình ra tay để trả thù cho vợ con, nhưng trốn tránh không phải là tính cách của Jin Jong. Vì vậy khi trưởng phòng Park trở lại văn phòng dịch vụ dân sự, phát hiện ra Megapixel 3 đã bị lấy mất. Jin Jong đang sử dụng Megapixel 3 này, hẹn thư ký T ra ngoài. Thư ký T lập tức báo cáo cho đại diện SEO, sau đó đi tới nơi Lee Jang Gun chết gặp Jin Jong. Quả nhiên, chính thư ký T giết chết Jang Gun ở đây. Hai người vừa gặp nhau, liền bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt, đuổi nhau từ trong nhà đến sân thượng. Nhưng Jin Jong không cẩn thận bị thư ký T đâm một nhát, dần dần bắt đầu mất ý thức. Thư ký T thấy vậy, ngay lập tức cố gắng giết anh. Nhưng mà ý chí của Jin Jong vô cùng ngoan cường, hoàn thành đòn phản công với chút sức lực cuối cùng, siết chặt cổ thư ký T đến khi ngất xỉu. Sau đó Jin Jong gọi cho Chun Ki, nói xong mới ngất xỉu. Thư ký T được đưa đến văn phòng công tố viên, bị Jin Jong thẩm vấn, tuy nhiên cô ta không chịu nói gì. Mà rất nhanh Do Hoan đi tới, tuyên bố mình bây giờ là luật sư của đại diện SEO, đặc biệt được giao nhiệm vụ bảo vệ thư ký T. Hóa ra tối qua, Do Hoan mang theo thẻ nhớ của camera hành trình đến gặp đại diện SEO. Hai cấp trên tại văn phòng công tố của hắn đều liên tiếp thất thế, Do Hoan đã không còn chỗ đứng. Vì vậy, hắn cầu xin đại diện SEO giữ mình lại. Cuối cùng đại diện SEO thu nhận hắn, nhưng không phải vì thẻ nhớ đó. Ông ta đã nhìn thấu trong nháy mắt, đây không phải là thẻ nhớ gốc. Tuy nhiên trước sự quyết tâm và can đảm của Do Hoan, ông ta vẫn chấp nhận. Thư ký T yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với đại diện SEO, nhưng bị Do Hoan từ chối. Xem ra đại diện SEO đã muốn đá thư ký T đi. Hôm nay trưởng phòng Park đến nghĩa trang với một bó hoa. Người ông đến thăm chính là bố ruột của Jin Jong. Hai người dường như có quan hệ rất tốt. Tại tang lễ năm đó, trưởng phòng Park lần đầu tiên nhìn thấy Jin Jong nhỏ tuổi. Hai người nhiều năm sau đó, ông lại có thể cùng con trai của bạn cũ có một đoạn duyên phận. Bên này, Jin Jong và những người khác cố gắng mở chiếc Megapixel 3 kia, lại phát hiện tất cả các tệp bên trong đều được thiết lập hệ thống bảo vệ. Cuộc điều tra về Megapixel 3 chỉ có thể dừng lại ở đây. Jin Jong đành phải đem vấn đề trở lại điểm ban đầu. Đó chính là vụ Ye Yang bị giết, có lẽ sẽ tìm được hung thủ. Bí mật của Megapixel 3 cũng sẽ được giải đáp. Aza bắt đầu nghiên cứu các tài khoản xã hội của Ye Yang. Tình cờ phát hiện ra cô ấy ngoại trừ Jin Cheon, dường như còn có người đàn ông khác. Aza liền tìm bạn tốt của Ye Yang để hỏi chuyện. Đối phương nói Ye Yang quả thật có người đàn ông khác, nhưng đối với thân phận của người đó vô cùng bí mật. Jin Jong lập tức nghĩ đến Jin Chun. Hắn là người quản lý của Ye Yang, có thể biết điều gì đó. Nhưng anh đã đến trễ một bước, công ty của Jin Chun đã bị lục soát. Chun Ki cũng nhận được tin, hắn đã bị ra lệnh bắt giữ vì nghi ngờ làm giả rượu. Tuy nhiên hắn hiện tại đã bỏ trốn. Jin Jong nhặt được một tờ giấy ghi địa điểm, Eun Ji nhìn qua đã biết đó là một công ty buôn lậu. Xem ra Jin Cheon chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc. Jin Jong liền đưa Chun Ki đến công ty buôn lậu, đánh vài cái đã khiến ông chủ phục tùng. Lúc này mới biết Jin Cheon cũng không trốn ra nước ngoài, bởi vì không có đủ tiền, hắn được ông chủ đưa về nông thôn. Khi Jin Jong đến nơi, thấy hắn đang vất vả lao động trên cánh đồng muối, cả ngày còn bị quản lý bắt nạt. Nhìn thấy bóng dáng của Jin Jong, Jin Cheon như nhìn thấy người thân. Tuy nhiên, anh cũng không coi hắn như người thân. Thay vào đó, Jin Cheon nhốt hắn vào đống muối, ép hỏi hắn về người bạn trai khác của Ye Yang. Nhưng Jin Cheon cũng không biết người đó là ai, chỉ nói khi Ye Yang tiếp cận Jang Won không phải do hắn giới thiệu. Hơn nữa, Jin Cheon cũng vô tình nghe thấy Ye Yang nói chuyện với người khác. Cô ta dường như nhận lệnh của người đó để tiếp cận Jang Won. Nói về điều này, Jin Chun cũng thú nhận về camera hành trình. Ngày đó hắn đi chụp lén Ye Yang và Jang Won, vô tình nhìn thấy người thứ ba cũng đi tới nhà Ye Yang. Mà chiếc thẻ nhớ đó hắn đã giao cho Do Hoan. Sau khi trở lại văn phòng công tố viên, Aza cũng bắt đầu điều tra Hyo Jun. Mặc dù đã biết hắn là người chịu tội thay, nhưng vẫn còn một chút khó khăn để tìm ra lý do tại sao. Sau đó, Aza và Jin Jong đến nhà Hyo Jun phá cửa lèn vào. Jin Jong tinh ý phát hiện mái nhà có một khu vực được dán giấy. Anh xé nó ra, một lượng lớn tiền giấy trong nháy mắt rơi xuống. Jin Jong lập tức đi gặp Hyo Jun, cho hắn xem ảnh tiền của mình. Hắn lập tức kích động, bảo anh không được đụng vào số tiền đó. Nhưng Jin Jong không quan tâm, lập tức gọi cho Chun Ki bảo anh ấy châm lửa. Nếu Hyo Jun không chịu nói ra chịu tội thay ai, anh sẽ lập tức đốt hết tiền. Dưới sự uy hiếp của Jin Jong, hắn cuối cùng cũng nói ra chân tướng. Ngày đó, hắn đến nhà Ye Yang giao hàng, vô tình nhìn thấy cảnh cô ta bị giết. Hắn sợ tới mức bỏ lại gói hàng rồi bỏ chạy. Khi hắn về nhà và định gọi cảnh sát, thư ký Tê lại gõ cửa, sau đó đưa điện thoại cho hắn. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, đối phương đề nghị hắn chịu tội thay, điều kiện là sẽ cho hắn rất nhiều tiền và đưa hắn ra khỏi tù càng sớm càng tốt. Vì vậy, Hyo Jun đã trở lại nhà của Ye Yang để những người có mặt tại hiện trường biến mình thành hung thủ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn không biết đầu dây bên kia rốt cuộc là ai. Jin Jong ngay xong rời khỏi trại giam, tai mắt của đại diện SEO ngay lập tức báo cáo chuyện này cho ông ta. Đại diện SEO tức giận tát Ji Han vài cái, chán ghét đứa con luôn gây rắc rối cho mình. Buổi tối, Jin Jong đến nhà trưởng phòng Park trả lại Megapixel 3. Anh tự biết mình không thể phá giải mật mã, muốn hợp lực với trưởng phòng Park. Nói xong anh lấy ra một cái thẻ trò chơi, nó nói về các chiến binh công lý. Hóa ra Jin Jong đã sớm nhận ra trưởng phòng Park chính là công tố viên đã xuất hiện trong đám tang của bố mình năm đó. Lúc nhỏ anh đã rất ngưỡng mộ ông, còn muốn trở thành công tố viên trong tương lai. Nhìn Jin Jong kể lại chuyện cũ này, trưởng phòng Park mỉm cười. Đồng thời, Jin Jong cũng nhắc tới ân oán giữa ông và đại diện SEO. Hy vọng trưởng phòng Park có thể chia sẻ những gì ông biết.
Trưởng phòng Park lấy ly rượu ra và rót cho Jin Jong, bắt đầu nói về quá khứ. Lúc đó ông còn là một công tố viên nhiệt huyết. Một ngày trong một vụ án, đương sự của đại diện Seo rõ ràng là một vật thế thân. Trưởng phòng Park nhận ra điều này, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Vì vậy, ông bắt đầu bí mật điều tra công ty của đại diện Seo, phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Đại diện Seo đã dùng pháp luật để đổi trắng thay đen rất hoàn hảo. Nhiều chức sắc ở Hàn Quốc muốn kết giao với ông ta, mong ông ta có thể giúp đỡ trong tương lai. Sau khi trưởng phòng Park thu thập được bằng chứng buộc tội của đại diện Seo, liền giao cho Lee Jang-won. Nhưng Lee Jang-won chỉ do dự, hắn biết rõ mình không có năng lực chống lại đại diện Seo. Nhưng mà trưởng phòng Park rất bướng bỉnh, không đạt được mục đích thì không dừng lại. Lee Jang-won đành phải cảnh cáo ông nếu hành động thiếu suy nghĩ, sẽ điều ông đến văn phòng dịch vụ dân sự. Trưởng phòng Park biết rõ như này là vứt bỏ mình, nhưng ông không lùi bước. Ông chỉ muốn trước khi bị điều chuyển, nhất định phải tự tay bắt lấy đại diện Seo. Ông khăng khăng đi theo con đường của riêng mình. Người duy nhất ông tin tưởng trong văn phòng công tố là Tae-ho. Một ngày nọ, Tae-ho vô tình nghe thấy trưởng phòng Park nhận được điện thoại của bố của Jin Jong. Đối phương dường như đã có được bằng chứng mạnh mẽ. Trưởng phòng Park vội vàng chạy tới gặp bố của Jin Jong, nhưng đã muộn một bước, ông ấy đã gặp tai nạn ngoài ý muốn. Trưởng phòng Park vốn tưởng rằng chứng cứ đã bị mất, ai ngờ Jang-won trước khi chết lại đem chứng cứ trả lại cho ông. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên chuông cửa vang lên. Người tới là đại diện Seo. Ông ta bình tĩnh chào hỏi hai người và yêu cầu Jin Jong trả lại megapixel 3. Sau khi bị từ chối, ông ta nhắc nhở Jin Jong cẩn thận về sự an toàn của mẹ mình. Jin Jong lập tức phản ứng lại, đại diện Seo muốn ra tay với mẹ anh. Vì vậy, anh vội vã đến cửa hàng nhỏ của mẹ mình, chỉ thấy một chiếc xe tải lớn gần như sắp đâm vào bà ấy. Cảnh này giống như cái chết của bố anh năm đó. Jin Jong biết đây là lời cảnh cáo của đại diện Seo, nhưng anh căn bản cũng không bị dọa mà lùi bước, ngược lại bị kích thích tràn đầy ý chí chiến đấu. Anh muốn cho đại diện Seo biết ông ta đã chọc nhầm người rồi. Sau khi giao hoan đến công ty luật Cang Sản, thể hiện năng lực ở mọi nơi, làm cho Ji Han rất không hài lòng. Hôm nay sau khi tan làm, hai người gặp nhau trong gara. Ji Han không những sỉ nhục gia đình Do Hoan thấp hèn, còn chủ động ra tay đánh người. Lúc này, Jin Jong xuất hiện ngăn cản Ji Han, giải cứu Do Hoan. Sau đó anh yêu cầu Do Hoan giao ra thẻ nhớ camera hành trình. Không ngờ Do Hoan lại rất sảng khoái giao nộp. Lý do là một số người không tôn trọng bản thân đã dẫm lên giới hạn của hắn. Jin Jong trở về xem video, chú ý đến đồ chơi con quay đó. Tham khảo hồ sơ khám nghiệm tử thi của Ye Yang, cô ta bị đánh vào đầu nhiều lần bằng một vật sắc nhọn. Có lẽ thứ đó chính là con quay này, nhưng vì công cụ nằm trên ngón tay, nếu dùng lực để đánh chết Ye Yang, tay của hung thủ chắc chắn sẽ bị thương. Jin Jong lại đưa Jong Jo và Eun Ji đến các bệnh viện gần nhà Ye Yang, điều tra các bệnh nhân được tiếp nhận vào đêm đó. Quả nhiên phát hiện ra bóng dáng của Ji Han, Jin Jong ngay lập tức nộp đơn xin lệnh bắt giữ đối với Ji Han. Ai ngờ lại bị người của đại diện Seo đè xuống, nhưng hắn không có đắc ý được lâu vì vẫn còn Tae-ho ở phía sau. Tae-ho cuối cùng đã đồng ý giúp trưởng phòng Park. Họ lợi dụng nhược điểm trong tay để tân trưởng công tố quận ký lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, megapixel 3 quan trọng vẫn chưa được giải mã. Trưởng phòng Park cũng chỉ có thể chờ cơ hội, mà Tae-ho dường như có những ý tưởng khác. Trong tay hắn còn có một con át chủ bài lợi hại hơn megapixel 3. Có lệnh bắt giữ, Jin Jong và Azadi bắt Ji Han về văn phòng công tố. Nhưng hắn tin chắc rằng đại diện Seo sẽ cứu mình ra, một câu cũng không muốn nói nhiều. Jin Jong muốn nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, muốn đồng thời bắt được đại diện Seo về quy án. Anh ta chỉ có thể bắt đầu cố gắng bẻ khóa mật khẩu của megapixel 3. Sau hai lần thử không được, Jin Jong nhớ tới khi anh còn nhỏ, bố anh đã bí mật mua một chiếc xe máy mà ông đã ao ước từ lâu. Còn muốn Jin Jong nhớ ngày thú vị này, Jin Jong muốn được ăn cả ngã về không, thử nhập ngày mua xe vào. Không ngờ lại thật sự mở được mật khẩu. Lúc này trưởng phòng Park đẩy cửa xông vào, hai người nhìn nhau. Hóa ra video bên trong chính là hiện trường đại diện Seo giết người do bố của Jin Jong ghi lại. Trưởng phòng Park bất ngờ giật lấy chiếc megapixel 3, hy vọng Jin Jong có thể rút khỏi vụ án. Đối đầu trực diện với đại diện Seo vô cùng nguy hiểm. Ông không hy vọng Jin Jong xảy ra chuyện, nhưng Jin Jong cũng không phải là người tham sống sợ chết. Anh cảnh cáo trưởng phòng Park đừng nói những điều như vậy nữa, nếu không anh sẽ loại trừ ông trước. Trưởng phòng Park thấy Jin Jong cố chấp như thế, đành phải dùng phương pháp khác để anh rút lui. Vừa hay hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Jin Jong, trưởng phòng Park bảo anh mau về nhà với mẹ. Nhưng Jin Jong vừa đi, ông ấy liền gọi điện thoại cho đại diện Seo, nói rằng megapixel 3 ở đây, yêu cầu đại diện Seo đến đây mà lấy. Rất nhanh, ông ta đã xuất hiện trước mặt trưởng phòng Park. Sau đó, Jin Jong đang tổ chức sinh nhật cho mẹ trong bệnh viện thì nhận được điện thoại của cảnh sát. Anh vội vã trở lại văn phòng dịch vụ dân sự, chỉ thấy nơi này đã bị cảnh sát bao vây. Dưới tấm vải trắng chính là xác chết của trưởng phòng Park. Ông ấy đã bị đại diện Seo tấn công. Do Hoan ở bên ngoài nhìn thấy toàn bộ quá trình giết người của đại diện Seo. Khi hắn đang sợ hãi, lại bị đại diện Seo phát hiện. Chờ nhân viên xử lý hiện trường đến, dọn dẹp mớ hỗn độn cho ông ta. Lúc này Do Hoan cúi đầu nhìn thấy bức ảnh gia đình trong túi của trưởng phòng Park, biểu hiện tâm trạng khó tả. Đợi đến khi Jin Jong nhận được tin tức chạy về, những gì còn lại chỉ là thi thể trưởng phòng Park lạnh như băng. Trưởng phòng Park không có bất kỳ người thân nào, ngay cả tang lễ cũng do Jin Jong và Aja tổ chức. Sau đó, họ đến nhà trưởng phòng Park để sắp xếp di vật. Lại phát hiện ông ấy đã lén cháo megapixel 3 của anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra ông ấy muốn tự mình đối mặt với đại diện Seo, giữ an toàn cho anh. Jin Jong nhớ tới lần trước mình bị thư ký Tae đâm đã đến nhà trưởng phòng Park để cấp cứu. Lúc ấy nếu không phải trưởng phòng Park hiến máu của mình để cứu mạng anh, Jin Jong chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Anh từng hứa, lần sau đổi lại sẽ là anh cứu mạng trưởng phòng Park. Chỉ là lần này anh không thể bắt kịp cơ hội. Nghĩ tới đó, Jin Jong phẫn nộ dùng một quyền đấm vỡ gương trong nhà vệ sinh.
Tại tang lễ ngày hôm nay, đại diện Seo không chút xấu hổ đi tới lên đường. Jin Jong không muốn gây rối trong đám tang của trưởng phòng Park, liền bảo Chun Ki để đại diện Seo đến thắp hương cho trưởng phòng Park. Sau khi đại diện Seo rời khỏi phòng tang lễ, Jin Jong đuổi theo. Anh thẳng thắn nói mình biết Megapixel 3 nằm trong tay đại diện Seo, cho nên ông ta mới có thể khiêu khích anh một cách trắng trợn như vậy. Nhưng Jin Jong đã cảnh cáo ông ta, trước khi anh trả thù thì xin ông ta hãy sống thật tốt. Anh nhất định phải để ông ta chết trong tay mình. Sau khi đám tang kết thúc, Jin Jong trở lại hiện trường vụ án của trưởng phòng Park. Phát hiện một bức tượng trên bàn đã biến mất, anh ngay lập tức thực hiện một cuộc gọi. Rất nhanh đã có người thần bí đem bức tượng dính vết máu kia đưa nó đến tay anh. Thì ra, bức tượng này chính là hung khí mà đại diện Seo giết chết trưởng phòng Park, mà cảnh Jin Jong lấy được hung khí đã bị Do Hoan chụp lại. Hắn lập tức báo cho đại diện Seo, dường như có người âm thầm giúp đỡ Jin Jong. Jin Jong lập tức gửi bức tượng đi kiểm tra, xác nhận rằng vết máu trên đó chính là của trưởng phòng Park, cũng để lại nhiều dấu vân tay của đại diện Seo. Jin Jong muốn sử dụng điều này làm bằng chứng để bắt giữ đại diện Seo, lại biết được mấy ngày nay ông ta đã biến mất khỏi công ty. Để hỏi ra tung tích của đại diện Seo, anh đánh Ji Han một trận. Tuy nhiên hành vi bạo lực này chỉ mang lại cho anh lệnh kỷ luật từ văn phòng công tố. Sự liều lĩnh của Jin Jong cũng không mang đến cho anh cơ hội thuận lợi hơn. Bị bao vây từ phía, anh quyết định đi gặp Tae Ho. Có lẽ trong tay hắn còn có chứng cứ phạm tội khác chống lại đại diện Seo. Dưới sự thuyết phục của Jin Jong, Tae Ho cuối cùng đã tiết lộ đại diện Seo có thể qua lại với những người giàu có và quyền lực, vì ông ta có một cách khôn ngoan để bảo vệ chính mình. Thì ra ông ta trước kia thân là luật sư đã giúp đỡ những người có quyền lực giải quyết phiền phức. Sau khi giải quyết xong, ông ta sẽ ghi lại những nhược điểm của mỗi người vào một cuốn sổ, dùng nó như một con át chủ bài để đe dọa họ. Trong những năm qua, ngày càng có nhiều người bị ông ta đe dọa. Đại diện Seo có một thư viện bí mật, cất các hồ sơ tư liệu trong tay mình. Nhưng vị trí cụ thể của thư viện, Tae Ho cũng không biết. Có lẽ đại diện Seo sẽ chỉ nói cho những người thân cận nhất. Trong khi Jin Jong đang nghĩ cách tìm thư viện, đại diện Seo đột nhiên liên lạc với anh. Ông ta muốn Jin Jong giao ra bức tượng. Vì để ép anh, ông ta còn lợi dụng quyền hạn của mình cho người bắt các cộng sự của anh lại. Nhưng Jin Jong căn bản không phải là người dễ bị uy hiếp. Ngay cả khi bạn của anh đang ở trong tù, anh cũng sẽ không khuất phục trước đại diện Seo. Tuy nhiên thật không may, khi Jin Jong trở lại nhà để xe chuẩn bị rời đi, lại bị Ji Han tập kích. Bức tượng đã rơi vào tay hắn, bản thân anh cũng bị Ji Han giam cầm trong nhà kho bỏ hoang. Màn đêm buông xuống, Chun Ki và Aja kết thúc thẩm vấn, văn phòng công tố không thể kết tội họ, hai người lập tức bảo lãnh Jong Jo và Eun Ji ra tù. Chun Ki phát hiện Jin Jong đã mất liên lạc, may mà Eun Ji đã lặng lẽ cùng anh ấy kết nối bằng phần mềm hẹn hò, có thể theo dõi vị trí của Jin Jong. Bốn người lập tức xuất phát đi tìm anh ấy. Lúc này Jin Jong đang bị Ji Han đấm đá, bức tượng cũng bị ném vào lửa đốt cháy. Không lâu sau, Aja cùng mọi người chạy đến, nhìn thấy Jin Jong bị đánh đập, cô không còn chú ý đến trình tự, trực tiếp tiến lên giải cứu theo cách man rợ nhất. Jin Jong được giải cứu, tinh thần chiến đấu lại bùng lên, lái xe đuổi theo Ji Han không rời. Sau một cuộc rượt đuổi, Jin Jong kéo Ji Han xuống xe, trực tiếp đánh hắn ngất xỉu. Khi Ji Han tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, Jin Jong nói hắn đã hôn mê được một tuần. Đại diện Seo đã bị bắt từ lâu, điều quan trọng là ông ta đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Ji Han. Nhìn vào các bằng chứng khác nhau mà Jin Jong đưa ra, Ji Han tin tưởng không nghi ngờ gì. Hắn không cam lòng làm vật hy sinh của bố mình như vậy. Vì vậy, khẩn cầu Jin Jong tha cho mình một mạng, điều Jin Jong chờ chính là câu này. Cuối cùng, anh dùng sự tự do của Ji Han lấy được vị trí của thư viện. Ai ngờ vừa mới lấy được địa chỉ, Jin Jong liền tháo bốn bức tường của phòng bệnh xuống. Hóa ra đây chỉ là một nhà kho tạm thời. Tạm biệt, Ji Han với vẻ mặt kinh ngạc, Jin Jong cầm địa chỉ tiến về phía thư viện. Người gác cổng thư viện thấy Jin Jong đến, ngay lập tức thông báo cho đại diện Seo. Đại diện Seo sắc mặt lạnh lùng, lấy ra một khẩu súng và đưa cho Do Hoan, ý bảo hắn giúp mình diệt trừ Jin Jong. Rất nhanh, hai người họ cũng chạy tới thư viện. Do Hoan rút súng ra, nhưng hắn không nhắm vào Jin Jong, mà là nhắm vào đại diện Seo. Thì ra, Do Hoan là người của Jin Jong, bức tượng kia cũng là Do Hoan bí mật giao cho Jin Jong. Đại diện Seo có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Ông ta cũng không phải chưa từng hoài nghi Do Hoan, mọi thứ vừa rồi đã xác nhận phỏng đoán của ông ta. Chỉ thấy đại diện Seo tiếp cận Do Hoan, buộc hắn phải bắn. Tuy nhiên khi Do Hoan bóp cò, lại phát hiện khẩu súng không có viên đạn nào. Rất nhanh, các thủ hạ khác liền khống chế Do Hoan. Hắn và Jin Jong đều rơi vào trong tay đại diện Seo. Tỉnh dậy từ hôn mê, Jin Jong nghe thấy tiếng nước róc rách. Thì ra thủ hạ của đại diện Seo trói bọn họ ở đáy hồ bơi, đang đổ nước vào hồ. Thấy mực nước đang dần nhấn chìm hai người họ, Jin Jong và Do Hoan cố gắng tháo dây thừng ra. Cuối cùng thoát ra khi sắp bị nhấn chìm, hai người đi lên hồ bơi, liên thủ hạ gục đám thuộc hạ. Sau khi trở về gặp Aja, Jin Jong lấy ra một tập tài liệu nhầu nát trong túi. Đó là một phần thông tin mà anh lấy được từ thư viện của đại diện Seo. Anh hy vọng rằng việc truy tố có thể được tiến hành nhanh hơn một chút, bắt giữ trước khi đại diện Seo hành động. Tuy nhiên, các công tố viên đã chậm một bước. Khi bọn họ đến nơi thì thư viện đã được dọn sạch từ lâu, nhưng Jin Jong vẫn còn cách khác. Anh mở phần mềm định vị cặp đôi, vị trí được hiển thị ở trên đó chính là vị trí mà đại diện Seo vận chuyển tài liệu. Hóa ra anh đã nhét Jong Jo vào hộp tài liệu để cho anh ta sử dụng cơ thể định vị cho Jin Jong. Chiếc xe tải đến nơi ẩn náu mới, trong lúc dỡ hàng, người đàn ông đã phát hiện ra Jong Jo. Nhưng Jin Jong cũng kịp thời đến, rất nhanh đã hạ gục bọn chúng. Dựa vào tài liệu bên trong chiếc xe này, Jin Jong đã nộp đơn xin lệnh bắt khẩn cấp đối với đại diện Seo. Phiên tòa ngày hôm nay, Jin Jong và Aja là công tố viên đưa ra các cáo buộc đối với đại diện Seo. Ngược lại, đại diện Seo không thuê luật sư, thay vào đó, ông ta tuyên bố sẽ biện hộ cho chính mình. Đại diện Seo một lần nữa thể hiện tài hùng biện, bác bỏ tất cả những gì Tae Ho và thư ký Tae nói.
Mắt thấy hai nhân chứng liên tiếp bị đại diện SEO áp chế, Jin Jong đành phải đưa ra con át chủ bài cuối cùng của mình. Anh xin gọi một trong những nhân chứng quan trọng nhất đến tòa án. Chỉ thấy cửa lớn mở ra, Do Hoan đang đứng ngoài cửa. Đại diện SEO cười khinh miệt, thì căn bản không đáng để ông ta sợ hãi. Ai ngờ phía sau Do Hoan đột nhiên xuất hiện một bóng người khác, chính là trưởng phòng Park trở về từ cõi chết. Đại diện SEO kinh ngạc, có vẻ vô cùng kinh hãi. Thì ra vào ngày trưởng phòng Park bị tấn công, Do Hoan theo dõi tại hiện trường, hắn phát hiện trưởng phòng Park vẫn chưa chết, nhưng im lặng không nói gì. Chờ cho đến khi nhân viên xử lý rời đi, liền lập tức thông báo cho Jin Jong đến, cùng nhau đưa trưởng phòng Park đến bệnh viện. Bí mật này chỉ có hai người biết, vì vậy trưởng phòng Park đã trở thành con át chủ bài lớn nhất. Ngồi trước tòa, trưởng phòng Park nhân danh nạn nhân trực tiếp cáo buộc đại diện SEO cố gắng giết mình. Nói xong, Jin Jong đã lấy ra hung khí là bức tượng và báo cáo của bộ phận kiểm tra. Đó là bằng chứng trực tiếp cho việc đại diện SEO đã cố giết trưởng phòng Park. Đại diện SEO lại bắt đầu khai thác lỗ hổng pháp lý. Ông ta đã nộp đơn xin tòa án bác bỏ và các biện pháp khác để kéo dài quá trình tố tụng. Jin Jong ngay lập tức vạch trần mánh khóe của đại diện SEO, tuyên bố rằng ông ta là một nhân vật phản diện, giỏi âm mưu quỷ kế. Thẩm phán không được đồng ý với yêu cầu của ông ta, mà là phải lập tức tiến hành phán quyết đối với đại diện SEO, cho ông ta hình phạt tử hình. Các thẩm phán đã thảo luận, tòa tuyên án tử hình đại diện SEO, con trai Ji Han của hắn cũng không thoát khỏi sự trừng phạt. Hắn sẽ phải dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù. Sau khi mọi chuyện kết thúc, trưởng phòng Park quyết định từ chức. Khi Jin Jong đi tiễn, trưởng phòng Park nhắc nhở anh về thư viện của đại diện SEO. Có lẽ có thông tin về bố của anh, ông ấy vẫn luôn cảm thấy rằng bố của Jin Jong cũng bị sát hại mà chết. Chính mình đã liên lụy đến ông ấy. Nghe vậy, Jin Jong cười trấn an trưởng phòng Park. Không phải vậy, cái chết của bố anh chỉ là một tai nạn. Nhưng sự thật, Jin Jong sớm đã phát hiện ra hồ sơ của bố mình. Sau khi xem qua nội dung, biết được vụ tai nạn là do đại diện SEO gây ra. Nhưng vì để trưởng phòng Park có thể thanh thản sống đến cuối đời, nên anh mới nói dối. Ngày hôm sau, Jin Jong đến thăm mộ của bố mang theo thanh kiếm gỗ yêu thích của mình. Trên đó có dòng chữ tà bất phạm chính, nghĩa là những thứ tà ác, không thể chiến thắng lẽ phải. Đây chính là câu nói mà bố anh thích nhất khi còn sống, cũng là phương châm của Jin Jong. Một tháng sau, một loạt các điều chuyển nhân sự diễn ra trong văn phòng công tố viên. Aja được thăng chức lên trưởng phòng, mà Jin Jong lại một lần nữa được điều đến văn phòng dịch vụ dân sự. Khi anh đến đó, lại phát hiện trưởng phòng Park không biết từ khi nào đã bí mật trở về. Ông ấy đưa cho anh một phần tài liệu, lại là một vụ án tham nhũng cấp cao. Trưởng phòng Park biết rõ bản tính của Jin Jong đối với loại vụ án này nhất định sẽ điều tra đến cùng. Vì vậy, văn phòng dịch vụ dân sự lỏng lẻo sẽ dễ dàng cho Jin Jong phát huy năng lực điều tra của mình hơn. Jin Jong hiểu ý yên tâm ở lại văn phòng dịch vụ dân sự, bởi vì anh biết mình sẽ luôn là một công tố viên điên rồ không đi theo con đường bình thường. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.